chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn thân mến tiền đại hội 13 tô lâm thâu tóm và phô trưng quyền lực tuyên bố xóa xóa bỏ sổ hộ khẩu trong năm tới đổi thẻ căn cước mới giành quyền sát hạch và cấp giấy phép lái xe thống nhất quản lý các lực lượng bán vũ trang cơ sở trách nhiệm quản lý an ninh khu vực biên giới quyền lực của công an đang lấn át các lĩnh vực dân sự hành chính và ngay cả quân sự qua phiên tòa đồng tâm thì cơ quan kiểm sát tòa án lại trở thành công cụ che chắn và tiếp tay cho tội ác thảm sát và bức hại dân lành của công an. Thông thường trước đại hội đảng, các ứng viên của nhà đỏ dù là ủy viên thường, ủy viên ban chấp hành trung ương hay ứng viên tứ trụ thường như hổ nấu mình, án bình bất động, thủ khẩu như bình, bộ quan điểm thường diễn ra âm thầm gián tiếp qua đàn em trung tín điển hình là thủ tướng clmv nguyễn xuân phúc người có khiếu hài hước đặc biệt trên vũ đài chính trị giúp cho nhân dân vui cười quên bớt nhọc nhằn vì chế độ quan liêu tham nhũng siêu đỉnh cao trí tuệ và cây trụ điện mỹ cũng muốn bay về việt nam cũng đã chuyển sang vài lành tính Thế nhưng thì liên tục từ đầu năm cho đến nay thì Đại tướng Công an Tô Lâm liên tục thể hiện tham vọng thâu tóm và phô trương quyền lực của ngành công an trên nhiều lĩnh vực bất chấp và chạm với lợi ích quyền hạn của các bộ ngành khác hộ khẩu là sợi dây thòng lọng trói chặt người dân vào bao nhiêu là thủ tục nhiều khê trong mọi lĩnh vực của đời sống từ hôn nhân mua bán học hành Bỏ sổ hộ khẩu là điều ai cũng muốn, thế nhưng bỏ như thế nào để không ảnh hưởng đến hàng trăm thủ tục có liên quan thì ngay Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng phải cân nhắc và đưa ra lộ trình đến năm 2025. Thế nhưng Đại tướng Công an Tô Lâm đã rõ dạt đặt mốc lịch là sẽ hủy bỏ sổ hộ khẩu và thay thế bằng mã định danh từ tháng 7 năm 2021. Đây không phải là quyết định bốc đồng của văn bản hành chính mà là cụ thể hỏa luật cư trú. Hậu quả của quyết định bất cập này đương nhiên là người dân và nền hành chính lãnh đủ nhưng dịch vụ mã định danh mới tha hồ hốt bạc. Cơn hồng thủy xác minh mối liên hệ giữa căn cước và mã định danh của một người là cơn ác mộng chạy trọt mất tiền và mất thời gian. Luật căn cước công dân vừa có hiệu lực, theo đó thì người dân phải xin cấp mới hoặc đổi thẻ chứng minh nhân dân hiện nay bằng căn cước công dân áp dụng công nghệ mã vạch. Đây là lĩnh vực tranh chấp trách nhiệm giữa ngành tư pháp và công an từ nhiều nhiệm kỳ trước. Ngành tư pháp và nhiều đại biểu quốc hội muốn giao nhiệm vụ này cho tư pháp vì sự khách quan phù hợp trong quản lý hành chính nhưng nguồn lợi của nó lớn nên vẫn nằm trong tay của ngành công an. Hiện nay thì chỉ mới 16 trên 95 triệu dân được cấp căn cước mới thì tướng Tô Lâm lại đề nghị thay đổi bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Nhiều ý kiến phản biện cho rằng công nghệ gắn chip chỉ dành cho động vật và tội phạm bị giam giữ để tiện theo dõi và dùng chip để quản lý công dân là vi phạm quyền tự do cá nhân. Hơn nữa thì việc thay đổi này sẽ gây nhiều biến động phiền hà cho công dân. Thế nhưng với quyền lực của Tô Lâm thì dự án vẫn đang xúc tiến. Việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe đã được chuyển giao từ ngành công an sang giao thông vận tải từ hơn 10 năm qua. Thế nhưng mới đây thì chính phủ đã thống nhất trình quốc hội dự luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Theo đó, ngành công an sẽ thẩm có thẩm quyền quản lý việc đào tạo sát hạch quản lý việc cấp giấy phép lái xe. Trong khi thì dư luận còn đang bàn thảo thì cơ quan điều tra công bố Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể từng ký nhiều công văn liên quan đến bót bẩn thì ngay lập tức ông Thể vừa nhận dự luật của công an là phù hợp và dự luật này chỉ còn chờ quốc hội thông qua và ai cũng biết rằng tham nhũng trong lĩnh vực này là một nguồn thu vô tận không chỉ hành chính dân sự uy thế của công an còn vươn cả đến quốc phòng không ngại tranh chấp quyền lực với quân đội và không chỉ một lần và cũng không giới hạn từ nội địa đến cả biên giới tháng 8 năm 2010 thì trong phiên họp của ủy viên ủy ban quốc hội thảo luận dự luật biên phòng theo dự luật bộ công an có trách nhiệm phối hợp với bộ quốc phòng bộ ngoại giao các ngành hữu quan chính quyền địa phương nơi có biên giới để duy trì an ninh trật tự an toàn xã hội Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị sửa đổi dự thảo luật theo hướng quy định Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, trong đó thì có bộ đội biên phòng và các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Gần đây nhất, Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để lấy ý kiến rộng rãi theo Bộ Công an. Và hiện có 3 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm có bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã, bán chuyên trách. Gần 750.000 dân phòng, công an bán chuyên trách sẽ thành một lực lượng mới. Có thông tin cho rằng nếu như dự luật này được thông qua thì biên chế công an sẽ lên đến hơn 1,5 triệu người. Sức mạnh của công an sẽ bao trùm cả xã hội, lấn lướt quân đội rất nhiều. Người dân sẽ phải còng lưng đóng thêm đủ các loại thuế để trả lương cho những người theo dõi và đàn áp chính mình sự bành trướng thế lực của ngành công an gắn liền với vai trò và quyền thế của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Vào đầu nhiệm kỳ khóa 12, Tô Lâm chưa có vai trò nổi bật và chưa được Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng tin cậy nên chưa phong đại tướng và Nguyễn Phú Trọng phải tự chen mình tham dự họp Đảng ủy Công an với vai trò là Đảng ủy viên. Nổi lên trong tình thế cá mè một lứa sau cái bóng tre của Trần Đại Quang, Tô Lâm chưa thật sự nắm vững quyền bính đang bị phân tán trong tay các thứ trưởng và 6 tổng cục trưởng trong nhiệm kỳ vừa qua thì hàng chục tướng công an đã thành củi vào lò lẽ ra thì với trách nhiệm là người đứng đầu tô lâm phải chịu một phần trách nhiệm thế nhưng ngược lại công cuộc đốt lò đã giúp cho tô lâm loại bỏ nhiều đối thủ uh, cạnh tranh với mình và theo những mặt khác thì chiến công bắt cóc chị xuân thanh từ đức về quy án đã tạo niềm tin cho ông tổng tịch nguyễn phú trọng kết quả niềm tin này không chỉ là quân hàm đại tướng mà quan trọng hơn là thành thượng phương bảo kiếm thay đổi cơ cấu của ngành công an từ trung ương đến địa phương, giúp cho Tô Lâm trở thành bộ trưởng công an quyền lực nhất hơn cả Trần Quốc Hoàn ở cấp bộ. Tô Lâm đã giải tán sáu tổng cục để trực tiếp điều động các cục. Ở địa phương thì Tô Lâm đã phải bỏ một truyền thống là đã thành nguyên tắc của công an cộng sản từ khi thành lập cho đến nay, điều chuyển giám đốc công an các tỉnh không còn là người của địa phương. Và trước đây thì giám đốc công an các tỉnh do đảng bộ bầu chọn và bộ chuẩn y Riêng trong khóa này thì do bộ bổ nhiệm và điều động Nhiều dư luận đồn đoán về sự thay đổi cơ cấu này là những thương vụ mua quan bán chức Đem cả túi tiền về cho Tô Lâm Có ý kiến nói rằng Tô Lâm đang hưng đang hưng yên hóa bộ công an và bộ máy lãnh đạo của công an với hơn 30 lãnh đạo từ thứ trưởng đến giám đốc công an các tỉnh như lần này thì có lẽ là không sai nhưng chỉ là chuyện nhỏ so với quyền mà Tô Lâm thiết lập được qua cơ chế này. Tại đại hội 13 và suốt nhiệm kỳ sắp tới, 63 đoàn đại biểu và ban thường vụ tỉnh thành chắc chắn sẽ là con tin của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Qua các đại án và đã đã và đang được điều tra thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm có trong tay biết bao nhiêu là văn bản, bao nhiêu chữ ký vi phạm pháp luật của các bộ trưởng, thứ trưởng, các ủy viên Trung ương Đảng, có liên quan tương tự như Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Chỉ cần cơ quan điều tra hé ra một câu Bộ trưởng Thể đã phải buông tay dâng nạp ngay hệ thống sát hạch, cấp giấy phép lái xe với các người khác. Tất cả những phải cùn cút tuần lệnh ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm để giữ án ác... về cả quyền tự do thân thể. Hai chiến công triệt hạ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và tên địa chủ Cường Hào mới 58 năm tuổi đảng càng tăng uy quyền cho Tô Lâm lên hàng vô đối. Trước một ủy viên trung ương đầy triển vọng, được tín nhiệm cao thì Tô Lâm đã tóm gọn trong vòng 3 nút nhạc và trước một lão thành cách mạng, cụ Lê Đình Kình 84 tuổi đời mà chưa biết th thời thế, đảng viên lâu năm mà không biết đổi màu, chỉ cần hy sinh ba sĩ quan công an là Tô Lâm đã tái lập hình phạt trời trung cổ, thời trung cổ và phân thây xẻ thịt. Chu Lục toàn gia. Trong số ứng viên tứ trụ hiện nay thì quyền lực của Tô Lâm là vô đối. Trần Quốc Vượng, người cầm củi đốt lò cho ông Tổng Chủ bấy lâu nay chỉ có oán mà không có ân, chỉ có quyền mà không có lực. Cái ủy ban kiểm tra trung ương của Trần Quốc Vượng chỉ là bộ máy thư lại nhân danh lãnh đạo để kết luận những chuyện đã thành cơm. Không đủ nhân sự, không đủ lực uy và tài liệu tàng thư như lực lượng an ninh Nguyễn Xuân Phúc chỉ có cơ chế quyền lợi bàn phát nhưng không đủ nhân uy như Tô Lâm và khối việc Phúc còn phải chờ cậy đến Tô Lâm Thưa quý vị và các bạn các loại dịch vụ hành chính như cấp hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy, quản lý chạy, tạm giam, chạy giam, Cơ quan cảnh sát an ninh bị nghiêm cấm làm các loại dịch vụ hành chính nêu trên và nhiệm vụ của các cơ quan trên chỉ là bảo vệ trật tự pháp luật, an toàn, an ninh xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân. Các loại dịch vụ hành chính đó như hộ chiếu thì do Bộ ngoại giao hoặc cơ quan hành chính cấp thành phố, chứng minh thư hay thẻ căn cước công dân thì do cơ quan hành chính cấp quận, cấp và do Bộ Tư pháp quản lý. Giấy phép lái xe thì được xã hội hóa cho các công ty như công ty tư nhân, hiện và do bộ giao thông vận tải hay cơ quan hành chính quản lý giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy và chống nổ cũng tương tự như vậy và bộ tư pháp quản lý các trại giam, trại tạm giam. Tại sao hiến pháp và luật pháp của các nước dân chủ văn minh lại không cho phép cơ quan cảnh sát an ninh làm các loại dịch vụ hành chính công? Thứ nhất là lực lượng cảnh sát an ninh là lực lượng vũ trang chuyên biệt với nhiệm vụ là bảo vệ pháp luật an toàn, an ninh xã hội và sức khỏe tính mạng tài sản của nhân dân. Lực lượng này cần có hình ảnh nghiêm trang, nghiêm túc trước nhân dân. Thứ hai là tránh cho các lữ lực an ninh cảnh sát tiếp xúc với người dân trong lĩnh vực dịch vụ này sẽ gây nên những bức xúc thậm chí là tiêu cực phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dân. Trong chế độ Cộng sản toàn trị ở Việt Nam thì gần như ngược lại hoàn toàn. Bộ Công an thâu tóm hầu hết các loại dịch vụ hành chính như cấp hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy nổ, quản lý các trại tạm giam, trại giam. Từ năm 2001 thì Bộ Công an đã chuyển giao chức năng sát hạch và cấp giấy phép sang Bộ Giao thông Vận tải. Bộ này cũng đã tiến hành xã hội hóa với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước. Các thủ tục học, đào tạo, sát hạch, đổi giấy phép lái xe đã diễn ra thuận lợi cho người dân trong gần 20 năm qua. Nhưng trong dự thảo mới nhất của luật quản lý giao thông đường bộ, Tô Lâm và Bộ Công an đã gây áp lực để Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư pháp đồng ý để chuyển dịch vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe trở lại cho Bộ Công an. Tương tự với các lĩnh vực quản lý chạy giam, chạy tạm giam, quản lý dữ liệu công dân, cấp đổi chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và trước đây là trong chương trình cải cách tư pháp với sự tham vấn quốc tế thì các lĩnh vực trên sẽ được chuyển về Bộ Tư pháp. Nhưng Bộ Công an với sức mạnh của mình đã phản đối và cương quyết giữ lại. Tại sao Tô Lâm và Bộ Công an muốn đòi lại quyền sát hạch và cấp giấy phép lái xe cũng như giữ lại các lĩnh vực dịch vụ hành chính khác? Cũng giống như các lĩnh vực quản lý trại giam, trại tạm giam, quản lý dữ liệu công dân, cấp đổi chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, tất cả vì những lý do sau. Thứ nhất, đó là nguồn ngân sách cấp cho việc xây sửa trụ sở và nhân sự, kinh phí làm việc. Đây là cơ hội để cho các quan chức trong ngành công an tham ô biển thủ để làm giàu và mua quan, bán chức. Thứ hai, đó là việc chuyển nhân sự, sắp xếp các quan chức trong lĩnh vực đó. Đây là cơ hội để bán chức tước ăn hối lộ trong việc tuyển chọn nhân sự. Thứ ba là các lĩnh vực dịch vụ này liên quan đến trực tiếp đến người dân nên dễ dàng cho các quan chức phụ trách trực tiếp gây khó dễ cho người dân để ăn hối lộ. Ví dụ như trong lĩnh vực cấp đổi hộ chiếu, các quan chức an ninh xuất nhập cảnh dễ dàng ăn hối lộ để cấp đổi hộ chiếu nhanh, tương tự với chứng minh thư và thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, vân vân. Thứ tư, trong việc cấp phép và quản lý các doanh nghiệp đang làm dịch vụ đào tạo lái xe tạo điều kiện cho các quan chức công an nhũng nhiễu làm tiền các doanh nghiệp. Thứ năm, tạo sức mạnh cho ngành công an trong hệ thống chính trị của chế độ Cộng sản. Các chuyên gia chính trị gọi đó là nhà nước công an trị hay chế độ công an trị. Thứ sáu là tạo ra quyền lực, quyền uy của ngành công an với nhân dân trong các lĩnh vực dịch vụ hành chính. Ngành công an sẽ tạo ra khó khăn với các công dân có quan điểm bất đồng với chế độ cộng sản khi mà họ có nhu cầu đến dịch vụ hành chính này. Thứ bảy là tạo ra một lực lượng công an đông đảo trung thành với chế độ cộng sản Việt Nam. Vậy việc làm trên của Tô Lâm và Bộ Công an có gây hậu quả gì cho chính chế độ và người dân? Thứ nhất, các lực lượng công an an ninh phụ trách các lĩnh vực trên thường lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu người và doanh nghiệp với mục đích là ăn hối lộ, từ đó thì gây ra sự bất bình và phẫn nộ của người dân và doanh nghiệp với ngành công an nói riêng và cả chế độ cộng sản nói chung. Thứ hai là việc bất bình phẫn nộ của người dân với ngành công an và chế độ cộng sản Việt Nam sẽ từng ngày được tích tụ. Đến một lúc nào đó thì nó sẽ biến thành những cơn cuồng phong bão lửa để hủy diệt Đảng và chế độ cộng sản Việt Nam. Theo quan điểm của tôi thì Tô Lâm và Bộ Công an đang tập trung quyền lực để thực thi và củng cố chế độ công an trị tại Việt Nam. Mục đích của họ là để bảo vệ và duy trì chế độ độc tài công an trị. Nhưng giải pháp này chưa chắc đã bảo vệ và duy trì được chế độ Cộng sản mà thậm chí là sẽ làm cho cuộc cách mạng xã hội hay cách mạng dân chủ sớm diễn ra ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phản viện về vụ thẻ căn cước gắn chip bị nhà báo uh, trong nước nói là phá hoại chính sách. Báo Công an Nhân dân nói những cư dân mạng đưa ý kiến phản biện về vụ thẻ căn cước gắn chip là để phá hoại chính sách của nhà nước, chống phá quyết định liệt chủ trương và rằng những người này gieo rắc hoài nghi trong dư luận. Hồi đầu tháng 9, các nhà báo nhà nước cho hay rằng dự án sản xuất và cấp quản lý căn cước công dân kinh phí lên đến 2.696 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 116,2 triệu đô la Mỹ của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam được Thủ tướng còn là Nguyễn Xuân Phúc rốt rắn thông qua Dự trù là hôm 1 tháng 11 Công an tại các tỉnh thành bắt đầu lấy vân tay người dân để làm thẻ căn cước gắn chip Từ nay đến thời điểm đó thì hệ thống truyền thông nhà nước được lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương Đăng loạt bài ca ngợi thẻ căn cước công dân mới Được thiết kế mở có thể là tích hợp nhiều công nghệ nhận dạng hiện tại và trong tương lai Do vụ đổi thẻ này thì chủ trương của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam dễ hiểu là không thấy có bất kỳ ý kiến hoài nghi nào trên báo đảng về việc liệu thẻ gắn chip có xâm phạm quyền riêng tư của người dân hay không. Hôm 16 tháng 9, Báo Công an Nhân dân viết tại sao khi sử dụng thẻ căn cước có gắn chip điện tử, điện thoại thông minh có phần mềm định vị. Chúng ta đều không nghĩ là mình sẽ bị theo dõi, bị mất quyền riêng tư này thì lợi dụng chủ trương áp dụng khoa học kỹ thuật gắn chip điện tử vào thẻ căn cước công dân để phục vụ tiện ích của người dân và xã hội thì một số đối tượng lại thổi phồng xuyên tạc vu khống bởi động cơ của những đối tượng này là gieo rắc hoài nghi để phá hoại chủ trương chính sách mới của đảng và nhà nước chia rẽ và làm mất ổn định xã hội để chấn an công luận thì báo này đã viết thêm rằng ngành công an khẳng định chip điện tử gắn vào thẻ căn cước công dân không theo dõi được công dân và rằng nếu bất cứ một ngành nào cơ quan nào làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước sự giám sát của nhân dân. Nhà hoạt động Lê Dũng Vô Va bình luận trên trang cá nhân, căn cước chỉ lưu duy nhất mã số công dân, vân tay và dữ liệu gốc khi cần dữ liệu đầy đủ của công dân thì từ mã số công dân đó dùng để truy cập vào trang của chính phủ điện tử quản lý ai được truy cập đến đâu thì cấp quyền đến đó chẳng có căn cước nào lưu trữ nhiều dữ liệu cả giống như thẻ atm của khách hàng tài khoản ngân hàng thôi bịp bợm định cái chip gì chip do ai sản xuất và chip đó xử lý gì và lưu trữ những gì vn express dẫn ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Cộng sản Việt Nam rằng trước khi đổ nhiều tiền làm thẻ căn cước gắn chip, Bộ Công an phải xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để việc dùng thẻ gắn chip mới hiệu quả. Luật sư Nguyễn Duy Bình ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam đang muốn xem tất cả công dân như tội phạm, Tôi kịch liệt phản đối bản chất mục đích của căn cước là để quản lý hành chính. Nếu như Bộ Công an muốn theo dõi một công dân nào đó phải có biện pháp riêng, phải bảo đảo, phải đảm bảo quyền công dân nói chung và bí mật đời tư nói riêng. Không được gắn chip theo dõi toàn thể công dân như dự thảo quy định. Ông đề xuất như vậy và đã xâm phạm quyền công dân, xem người dân như một tên tội phạm suốt đời bị theo dõi. Luật sư Bình người được biết đến qua vụ bị công an ghè cổ lôi ra khỏi phiên tòa xử luật sư Trần Vũ Hải với cáo buộc trốn thuế hồi tháng 11 năm 2019 cũng nêu đề nghị thay vì cấp thẻ căn cước gắn chip, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nên gắn nơi hàng ngũ quan chức dưới lãnh đạo để giám sát vì nạn tham nhũng, cường quyền, hách dịch đang hoành hành trong hệ thống này. À, thưa quý vị và các bạn. Nếu như thay đổi căn cước công dân mà có gắn chip Mà nếu như chip này uh, của các nước tiên tiến Thì không nói làm gì Nhưng chắc chắn rằng 100% uh, Các loại thẻ gắn chip này Có xuất phát từ tàu cộng Vì vậy thì an nguy cho người dân Việt Nam Là thấy rõ Và Khi mà cấp chứng minh theo kiểu này Thì có lẽ người dân chúng ta bị theo dõi Là đi đâu, ở đâu, làm gì có lẽ là bị theo dõi một cách rất là chặt chẽ đó là những nghi ngờ của người dân và báo đảng thì đồng loạt nói đó là sự chia rẽ của những người phản động và lôi kéo người dân nghi ngờ là những chủ trương chính sách của đảng của chế độ công an trị việt nam về mục đích thay đổi chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân có gắn chip này Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi